Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bền Vững. Thì bữa nay là ngày 18 tháng 6 năm 2024. Thì mình cũng quay cái giường mình sau kích hai cử các bạn. Ngày mơ thì lên thuốc thứ ba nha. Thì cũng được là 19 ngày rồi. Thì cũng có vài cây nó mới lú bông mà. Thì ngày mai lên thứ ba dưới dưỡng để coi nó có ra thêm không các bạn ơi. Nói chung cũng chưa có ăn thua gì nha. Thì hổng gà thì các bạn theo dõi cái vườn già này kích thì cũng 19 ngày đó các bạn. Đó. Thì ngày mai phun thứ ba. Chủ yếu thứ ba dưỡng thôi các bạn ơi. Thì thời tiết năm nay khó khăn quá, làm cũng khó các bạn. Bây giờ bước qua gần giữa tháng 5 rồi mà mình thấy rất là ít vườn mà có bông nha. Nói chung đợt rồi lọc khá mạnh các bạn, chỉ số vườn có bông thôi. Thì sáng mình có đi Mỹ Quý, Tháp Mười, Đồng Tháp thì khu vực đó cũng chưa có vườn nào mà có bông nhiều các bạn ơi. Thấy ra lọc nhiều nha, mà lọc thì cũng không có đẹp nữa. Thì ở Trà Vinh thì có một số anh em vườn kích cũng ra đó các bạn. Và Lai Dung với Lấp Giò, Đồng Tháp thì kích mình thấy cũng ra. Năm nay xì chu cũng khó làm các bạn, khó ra xì chu xì cát gì cũng khó ra nữa. Thì mình cũng quay sơ sơ cái vườn mình cho các bạn xem nha các bạn. Anh em nhà vườn nào mới vào kênh mình thì nhớ đăng ký kênh nha các bạn, nhớ nhấn nút thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha.